Học chúng ta ghi giải hai câu nhá. Chúng ta mở Photoshop này. Photoshop các em ở nhà phiên bản mới cũng được mà cũng được, đều làm được nhá. Em gì nhờ? Em đang xem điện thoại này, em gì nhờ? Tên Hùng. Hùng chú ý nhá, điểm kỳ 1 của Hùng cao, phải chú ý vào. Có 2 điểm mà bảo cao. Sao? Nghe, bây giờ chúng ta mở này. Đây là ảnh thầy lưu vào. Các em chú ý nhá. Thầy giải câu 2 trước. Ghép ảnh vào đấy, vào chầu cao chẳng hạn. Thầy sẽ mở ra một ảnh một đôi này chẳng hạn. Rồi. Ảnh thứ hai là ảnh. Chú ý nhá. Ảnh thứ hai thầy lấy ra. Trật tự làm bài tập. Nào. Bây giờ nhá. Nhiệm vụ của chúng ta là ghép ảnh từ đây đưa vào trong này. Anh quyết một lần nữa trật tự cho thầy. Thầy đang giảng cho các bạn. Nào các em chú ý cho thầy nhá. Đây là ảnh một đôi vợ chồng. Nhớ chưa? Thầy sẽ ghép vào trong đây. Trật tự đi các bạn. Nào các em làm như sau. Chọn công cụ. Trật tự. Thầy chọn công cụ mũi tên ở trên thanh công cụ này, mũi tên to này. Phím tắt là chữ V nhá. Kéo sang đây. Đấy, bây giờ ta làm với ảnh chầu cao. Đấy nha, các em chú ý nhá. Thế thì cái ảnh kéo sang nó sẽ nằm chồng lên cái lớp ảnh phía dưới. Cả lớp chú ý chưa? Chồng lên rồi nhá. Phóng to là Ctrl cộng. Nhớ chưa? Thầy phóng to Ctrl cộng. Đấy. Rồi bây giờ ta sẽ ghép vào này. Ghép vào nhá. Cả lớp chú ý cho thầy. Nào ghép nghệ thuật nhá. Các em nhìn xuống phía dưới này có một cái nút cạnh chữ F. Nút ở đây. Nhá, mở cái bảng có chữ layer ra ở Windows này. Chỗ nào không có thì các em mở Windows ra cho thầy. Nhớ chưa? Chọn cho thầy. Layer các em ghi cho thầy. Phím tắt hiện lên cái bảng. Thầy mời các bạn nói chuyện ra để thầy dạy nhá. Các bạn ghi vào. Ấn F7 để hiện ra cái bảng layer bên phía bên cạnh. Đây nha, bảng đây nhá. Bảng này không có thì các em ấn F7 lên cho thầy. Sao các bạn không trật tự cho thầy nói chuyện, thầy giảng à? Cứ nói chuyện mãi. Ấn vào đây. Nào ba bạn kia không nói chuyện nữa, thầy đang giảng chữa bài tập.
Thầy ấn vào thì có một một lần nữa mà thầy nghe thấy một câu nữa nhá, thì đừng có trách thầy nhá, thầy không nhờn nữa đâu. Có một cái hình màu trắng nó nằm bên cạnh bức ảnh thu nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ chọn vào công cụ có hình hình chữ nhật ở đây. Chọn hình elip nha, chọn hình elip cho thầy. Các em chọn một vùng đây. Được chưa? Giữ phím cách, đồng thời giữ chuột. Ta điều chỉnh cho cái hình elip lên trên đây cho nó gọn vào. Được chưa? Bước tiếp theo ta nhả chuột ra, đưa vào bên select. Chúng ta chọn cái nút có tên là Feather. Feather là để có tác dụng làm mờ cái đường rìa bên nó. Hiểu chưa? Đấy, các bạn nhập cho thầy cỡ khoảng 30 vào đây. 35 được nhá. 35 vào xong rồi. Bây giờ các bạn ấn 3 phím Ctrl Shift và Y ngắn để đảo ngược vùng chọn như hôm trước thầy dạy. Đấy. Xong rồi ta đưa chuột vào Edit. Chúng ta chọn phim. Đưa chuột vào Edit, chọn phim. Các bạn chọn cho thầy màu đen, chọn vào cái nút này. Use, ta chọn Black là màu đen. Trật tự cho thầy. Ta nhấp OK nhá. Để cái này 100% ta nhấp OK. Được chưa? Bức ảnh đã được lồng vào bên trong chầu cau, nhớ chưa? Cả lớp nhớ chưa? 35 là làm mờ. Làm số càng to thì nó mờ càng nhiều. Nhớ chưa? Đấy, bây giờ chúng ta ấn chữ Ctrl D để thôi chọn. Bây giờ muốn hiện mặt của anh này chỗ đây nó khỏi bị cái lá cây nó che lên. Đúng không? Thì chúng ta vào cái con chổi bên này. Chúng ta vào chổi bên này. Được chưa? Chổi nhá. Chổi thanh công cụ đây có hình cái chổi. Các bạn cho cái opacity giảm đi một chút. Cho follow giảm đi một chút. Bây giờ thầy mới dùng cái mực trắng ở phía trên. Mực đen là che đi, mực trắng là hở ra. Thì ở đây ta đảo hai cái này nhá. Đảo mũi tên là đảo mực. Bây giờ thầy tô mực trắng lên cái mặt anh này. Đấy, các bạn nhìn nhá. Các bạn chú ý là nhấp vào cái nút màu đen ở đây. Đấy. Các bạn nhìn thấy là tóc của anh ấy đã gì? Hiện ra. Đúng chưa? Rồi cô dâu chỗ này chúng ta cho đi mượt một tí. Đấy. Các bạn có thấy là hiệu ảnh người ta sử dụng cái công cụ như thầy làm không? Đấy, rất là đẹp đúng không? Đấy. Cả lớp nhớ chưa? Nhớ chưa? Rồi nhá. Đấy các bạn nhá, mực trắng là để tô đi này. Thầy muốn bịt đi một cái gì đó. Chẳng hạn thầy muốn bịt cái cái váy cưới đằng sau. Thì các em lại bật mực đen lên. Đấy, ta lau vào đây. Thì cái lá cây lại hiện ra. Đấy. Và cái khăn von của cô ấy đã mất. Nhớ chưa? Đấy. Ok chưa? Tay nha, cho tay hở, tay chú rể hở ra. Đấy.
Ok rồi. Và đây là chúng ta đã ghép xong một ảnh nghệ thuật. Được chưa? Đấy, ghép xong. Đấy, thay ra thì chỉ thế thôi, con này. Không, có video thầy lưu lại, em xem chúng ta nhé. Rồi. Bây giờ thầy hướng dẫn làm khung. Cả lớp nghe tiếp theo. Bây giờ các bạn em kia bỏ chân xuống, ghi bài vào. Nào, bước này xong chưa? Xong rồi nhá. Bây giờ thầy mới sử dụng là thầy ép hai cái lớp này thành một. Các bạn ghi cho thầy vào layer nhá, vào menu layer. Các em chọn cái nút có tên là measure down. Chặt đồ đi mấy anh kia. Sao cúi gằm chơi game thế kia không học à? Không làm bài tập là không có điểm đấy nhá. Bạn nào làm thì bạn có điểm. Các bạn chú ý vào. Chọn nút này nhá. Đấy thì hai lớp nó vào làm một. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm khung. Cả lớp ghi cho thầy làm khung ảnh. Chúng ta chọn cho thầy. Chọn cho thầy nhá. Cả lớp thầy ghi cho thầy là action phím tắt là phím Alt F4. Đã Alt F9 nó hiện luôn ở trên đấy. Alt F9 nha, làm khung. Nhớ chưa? Rồi. Đấy. Đây, các bạn mở cái khung action ra nhá. Đấy, thầy mở to ra. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào đây nhá. Chúng ta xem chỗ nào có khung à. Bản này action không có khung, ta làm khung bằng tay. Cả lớp chú ý nhá. Để làm khung, cả lớp ghi cho thầy. Để làm khung, chúng ta mở ra chọn một mẫu. Rồi cả lớp chú ý nhá. Chật được đi các em ơi, để thầy đăng giảng bài. Thầy chọn ảnh một làm mẫu này. Thầy chọn một cái ảnh hoa làm mẫu hoặc là ảnh trầu cau làm mẫu. Đấy. Này nhá. Các lớp chú ý. Để làm mẫu thì thầy cho ảnh này nhỏ lại. Thầy chọn image size. Thầy chọn image size. Image size nhá. Thầy cho nhỏ ảnh lại. Thầy đổi sang cm. Thầy nhấp vào đây là 4 cm để làm mẫu. Mẫu này là cái mẫu. Nào các em chú ý, mẫu này là mẫu làm khung. Bây giờ thầy chọn Ctrl A để chọn toàn cái ảnh này. Được chưa? Thầy vào Edit, thầy chọn nút có tên là Define Pattern. Define Pattern ở đây. Thầy đặt tên là mẫu 1. Ok. Xong rồi thầy bỏ ảnh này đi. Thầy đặt tên xong rồi thầy bỏ đi. Rồi. Bây giờ thầy làm khung này, cả lớp chú ý này. Thầy tạo hình khung hình chữ nhật. Cả lớp chú ý nhá. Rồi thầy cho đến đây. Khung đến đây nhá. Ví dụ như thế. Rồi. Chật đợi đi các anh. Bây giờ thầy vào phần select
thầy chọn phía dơ một lần nữa cho khung. Thầy đặt là 10 pixel. 10 pixel. Được chưa? Rồi thầy đảo ngược vùng chọn 10 pixel cho cái viền khung này nó tròn. Đấy, viền khung này nó tròn. Thầy đảo ngược vùng chọn là Ctrl Shift Y. Nào, bây giờ thầy tô mẫu ra này, các em nhìn nhá. Phim. Rồi, bây giờ thầy chọn nó là pattern. Đấy. Thầy chọn cái hoa chúng ta đặt đây, nó là để đây. Các bạn chú ý nhìn đây. Đấy, và nó ra ra khung của bức ảnh. Nhớ chưa? Ta về ta chọn cái khung nó đẹp hơn. Thế còn thầy dạy là dạy cái bước làm. Các lớp hiểu chưa? Ok chưa? Ngon chưa? Cả lớp thấy ngon không? Ngon. Ngon nhá. Bây giờ chúng ta học đánh chữ lên ảnh. Ngon không ăn được à? Trật tự đây. Chúng ta đánh chữ lên ảnh. Cả lớp ghi cho thầy. Chọn vào chữ T. Đấy, chọn cỡ chữ cho thầy. Chọn cỡ chữ nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta ghi ở trên là gì nhỉ? Kỷ niệm ngày cưới tiếng Anh ghi là gì? Happy wedding à? Đúng không? Rồi. Chúng ta nhấp vào đây nhá. Chúng ta chọn màu. Cho một màu đỏ là màu cưới. Đấy, ok. Chúng ta đánh cho thầy Happy Wedding. Được chưa? Sau các bạn nhấn vào mũi tên. Các bạn ấn Ctrl T cho thầy để cho to ra. Giữ shift cho to ra nhá. Ấn Ctrl T vào chữ, vào cái lớp chữ đấy. Xong rồi. Enter cho nó ghi. Bây giờ chúng ta vào nút F. Vào nút F nha, chọn lớp chữ ở trên đây. Không chọn lớp ảnh, chọn lớp chữ, chúng ta nhấp vào đây. Các bạn chọn Blending Option. Đấy, bây giờ thầy làm cho nó có bóng, là bóng đổ. Đây các em nhìn nha, chữ không bóng này, bây giờ này. Cả lớp nhìn lên. Bóng chưa? Nổi chưa? Rồi, nổi tiếp này. Đấy, nha. Rồi các bạn chọn cho thầy bóng. Rồi các bạn sẽ nghiêng bao nhiêu độ là tùy các bạn. Là nghiêng độ nhé, là bóng nó quay. Đấy. Nào thầy cho khoảng cách ra. Rồi, thầy cho to lên một tí. Cho size lên một tí. Thế là chúng ta đã làm xong được câu 1, à câu 2. Cả lớp trật tự. Bây giờ thầy làm một ví dụ giống như thế nữa để các em theo dõi tiếp. Nhớ chưa? Cho thuộc. Nào, bây giờ các em về các em có thể làm ảnh cưới cho chị, cho anh được. Nhá. Cả lớp ghi cho thầy vào xong ví dụ 1. Bây giờ chúng ta sang ví dụ 2.
Nào ghi cho thầy sang ví dụ 2 nhá. Ta lại ghép ảnh cưới. Thầy đóng ảnh này lại. Cả lớp chú ý lên bảng cho thầy. Nhá. Đấy, thầy ghi vào gọi là ảnh ghép 1. Đặt tên. Ảnh ghép 1. Ảnh 1. Xong. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thế là thầy đã làm nhanh một tí, đã xong một cái ảnh rồi. Bây giờ thầy tắt cái này đi, thầy chọn ảnh khác. Nào bây giờ các em chú ý nhìn lên. Thầy chọn ảnh ảnh đây. Rồi bây giờ thầy chọn. Các em chú ý. Thầy cho vào đây. Nào các bạn chú ý nhá. Lại trở về ví dụ giống như ví dụ trên. Nào dùng mũi tên màu đen kéo ảnh sang bên đây. Bạn nào không có bài tập mà không giải được bài này coi như ăn con không. Còn bạn nào về nhà làm mà nộp cho thầy là ổn là sẽ được. Ví dụ cho các em về search ảnh trên mạng. Các em có thể download ảnh cưới trên mạng về đầy. Các em chỉ ghi là ảnh cưới cái và chọn công cụ là ảnh kích thước lớn là chúng ta tải về ta có luôn. Photoshop ấy. Thì cứ bây giờ ghi đăng ký kênh là thầy cho đường link về về được, đúng không? Vào đây nhá. Được rồi, yên tâm. Đây. Bây giờ cho đôi này nó nằm vào đĩa chầu cau. Cả lớp được chưa? Ghi nó nhá. Anh Hùng không học à? Ấn Ctrl T. Ấn Ctrl T để cho ta thu nhỏ lại. Nhá. Phải Ctrl T ở trên cái lớp mà lớp đây là lớp cưới, lớp anh chị cưới, đúng không? Rồi thầy cho nhỏ thêm tí nữa. Ok chưa? Nhỏ chưa? Được chưa? Hay thêm tí nữa? Tí nữa nhá. Ok rồi. Enter này. Ổn chưa? Xong chưa? Rồi bây giờ ta sẽ gì? Ta vẽ một trái tim được không? Nhá. Cả lớp chú ý này, để vẽ trái tim thầy chọn ngòi bút bút mực. Ở đây giống cái ngòi bút mực công cụ giống như thế. Đấy. Các em nhìn lên trên nhá, thầy vẽ một trái tim lên đôi này để thầy làm cho lồng vào hình trái tim. Đây là cái trung tâm của trái tim. Đấy, thì uốn. Kéo chuột và uốn. Giữ phím An để cố định cái đầu này. Nhấp chuột vào đây để kết thúc điểm này. Xong tiếp tục thầy lại uốn xuống dưới. Đấy. Thầy lại tiếp tục vẽ xuống dưới nha, các em nhìn lên. Nào chú ý nhá, thầy kéo trượt chuột lên. Ta về ta vẽ nó khéo hơn thầy đấy, thầy muốn nó được như này thôi. Đấy. Vẽ đến đây.
Rồi. Các bạn nhìn nhé, thầy vẽ nó không được khéo lắm, nhưng mà thôi ta cứ coi như đây là trái tim. Nhớ chưa? Nhấp chuột phải vào đây. Các em chọn Make Selection. Nào các lớp chú ý. Cho vào đây 30, 35. Trật tự nào. Giữ 3 phím Ctrl Shift Y. Đảo ngược vùng chọn. Bây giờ chúng ta sẽ gì? Chúng ta vào Edit, chúng ta chọn phim. Các em chọn cho thầy nút Black và màu đen. Chưa nhá. Nào cả lớp chú ý này, thầy làm lại bước này nhá. Làm lại bước này cho các em nhìn đã. Ấn vào nút cạnh phím gì? Cạnh cái chữ F trên layer. Chặt từ đi nhá. Bây giờ ta mới vẽ, phải ấn trước. Giữ phím A này. Các bạn kia mà nói chuyện nhiều không học, đến lúc không có điểm đừng có xin điểm nhá. Đấy. Rồi các bạn Make Selection chọn 35. Rồi đảo ngược vùng chọn Ctrl Shift Y. Tô mực đen. Đấy. Và chúng ta thấy là gì? Bức ảnh đã xong. Nào bây giờ chúng ta để tô cái trán anh này hiện ra. Các bạn chọn con chổi. Chọn vào đây. Chúng ta lau chỗ này đi. Đấy là chúng ta đã ghép được ảnh cưới rồi. Chỗ ảnh rìa này nó bị hở, trông nó xấu thì các bạn bật mực đen lên. Ta lau ở bên cạnh. Đấy, thầy lau hết cái rìa của bức ảnh đi nhá. Đấy các bạn nhìn thấy nó mất đi rồi. Rồi xóa về trên này. Nào bây giờ nhá, thầy đã dạy xong cái bài này. Bây giờ thầy ghi, thầy kết thúc ghi, thầy đăng lên YouTube. Các em đăng ký đúng kênh đấy, lấy đúng video đấy nhá. Rồi ok.